thà một bè lau chuyện kiều dưới cái nhìn thiền quán tác giả thiền sư thích nhất hạnh giọng đọc thiên khánh thay lời tựa chúng ta thường nghĩ chuyện kiều là chuyện của một người khác và chúng ta chỉ là khán giả không có liên can gì nhưng khi viết chuyện kiều cụ nguyễn du đã sống trong da thịt của nhân vật kiều đã trở thành một với kiều và qua kiều cụ đã nói được tâm sự của chính mình cô kiều trong chuyện đã phải bắt buộc làm gái giang hồ là một nhà nho một mẫu mực đạo đức thời xưa ở việt nam vậy mà có khi cụ nguyễn du cũng có cảm tưởng mình là một cô gái giang hồ cụ đã làm quan với triều Lê, sau khi nhà Lê mất, cụ bị nhà Nguyễn gọi ra làm quan, không từ chối được, cụ phải ra làm quan cho triều Nguyễn. Theo quan niệm của nho giáo ngày xưa, một người thần tử trung thành không bao giờ thờ hai vua cả. Trung thần bất sự nhị quân trong khi viết chuyện Thúy Kiều, cụ Nguyễn Du viết chuyện của chính mình, cụ muốn gửi tất lòng mình vào thiên cổ, chứ không phải vì ngồi không cao hứng nhất thời mà viết ra một tác phẩm chữ nôm. Nếu có chánh niệm, đem những khổ đau luôn lạc gian chân của mình ra đọc truyện Kiều, chúng ta cũng có cơ hội thấy được bản thân. Và như vậy, đọc truyện Kiều cũng là tu, là nhìn tất cả những gì đã và đang xảy ra trong đời mình bằng con mắt quán chiếu. Trong quá khứ, có nhà nho đã liệt chuyện kiều vào loại dâm thư vì trong chuyện có tả đời sống của một cô gái giang hồ. Họ có thể đứng về phương diện đạo đức của nho giáo mà nói như vậy. Nhưng dùng con mắt quán chiếu mà nhìn cuộc đời Thúy Kiều, ta có thể học được bài học của khổ đau và kinh nghiệm nếu biết cách đọc, chúng ta có thể học được rất nhiều từ truyện kiều như học từ một cuốn kinh và truyện kiều sẽ không phải là dâm thư mà là kinh điển. truyện kiều là chuyện về cuộc đời có những hoàn cảnh khổ đau, hạnh phúc và u mê của cuộc đời lấy con mắt của người quán chiếu nhìn vào chuyện kiều chúng ta có thể thấy được bản chất của cuộc đời những điều xảy ra trong 15 năm của cô kiều có thể xảy ra cho bất cứ một người nào vì vậy ở việt nam có truyền thống bói kiều kiều đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh khác nhau đi qua tất cả những chuyện lên voi xuống chó của một con người thúy kiều có khi đã làm học trò làm vợ của một người có quyền thế gần như vua là từ hải làm đầy tớ làm người yêu làm vợ lẽ hay là một người con gái phong sương kiều cũng đã từng làm sư cô mỗi chúng ta ít nhất đã có một giai đoạn giống như giai đoạn của thúy kiều nhìn vào đời thúy kiều ta phải nhìn như một toàn thể chứ đừng nhìn từng khoảng ngắn chúng ta phải có con mắt trạch pháp, tức là con mắt có khả năng nhận xét và phân biệt. Khi đọc kinh, ta cần phải có nhận thức độc lập, huống nữa là khi đọc truyện kiều. Ta phải nhìn cụ Nguyễn Du bằng con mắt trạch pháp, cụ tin vào thuyết tài mệnh tương đố, tài năng và số mệnh chống trái nhau. Chúng ta sẽ từ từ xét coi tại sao cụ tin vào thuyết này và thuyết này có đúng hay không nếu đúng thì đúng bao nhiêu phần trăm không phải vì cụ nói chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau hay chữ tài liền với chữ tai một vần mà chúng ta tin ngay vào sự tương phản chống trái của tài và mệnh có những người có tài nhưng không bị tai nạn vì họ có tu có chánh niệm và sự khiêm nhường Tai nạn sẽ không xảy ra cho họ hay ít nhất không xảy tới nhiều như cho những người quá cậy vào tài năng của mình mà xem thường người khác. Dựa theo chuyện phong tình lục của Trung Hoa để viết truyện kiều, cụ Nguyễn Du đã biến tập tiểu thuyết tầm thường này thành một tác phẩm văn chương phong phú và sâu sắc. Một lần nữa chúng ta thấy cốt tủy của một tác phẩm có giá trị không phải là cốt truyện mà là văn chương và tư tưởng. Ngày xưa tôi cũng đã từng dạy văn chương Việt Nam và đã dạy truyện Kiều, nhưng tâm của tôi lúc đó không được như bây giờ. Tôi đã dạy với tư cách một giáo sư văn chương mà chưa bao giờ dạy với tư cách một thiền sư. Nhìn với tư cách một thiền sư là nhìn sâu, nhìn kỹ, nhìn bằng sự khám phá của thiền quán, mọi sự kiện qua những nhận thức, đau khổ, hạnh phúc thành công, thất bại và qua sự tu học của mình. Nhìn như vậy trong khi đọc lại truyện Kiều, ta có thể thấy được những điều rất mới. Khi đọc truyện Kiều, ta không nên ngại về từ ngữ và điển tích. Các bản truyện Kiều đều có chú giải, có tài liệu là ta có thể hiểu được hết các điển tích và từ cổ. Điều quan trọng là chúng ta đọc với tâm trạng quán chiếu, tìm thấy tâm lý của tác giả và tìm thấy lòng mình. Làng Mai, khóa tu mùa xuân năm 1992. Hành trang. Chữ tài, chữ mệnh, chữ tâm trăm năm trong cõi người ta Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng Lạ gì bỉ sắc tư phong Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen Bắt đầu chuyện Kiều, tác giả nêu lên tư tưởng tài mệnh tương đố, tài năng và số mệnh đố kỵ nhau cố nhiên, qua chuyện Kiều, ta có thể thấy tác giả là một thi sĩ đại tài. Vì vậy, khi nói tới tài, Nguyễn Du nói tới kinh nghiệm trực tiếp của mình, chứ không phải nói tới một sự thực ở ngoài. Những người có tài và có sắc được thi sĩ cho đứng về phía màu hồng. Màu hồng kỵ với màu xanh, đại diện cho ông trời, cho tạo hóa, ông trời sẽ đi theo đánh ghen đầy đọa những người có tài, có sắc bằng cách phó cho họ một số phận chớ trêu. Má hồng không phải chỉ là đàn bà, đàn ông có tài có sắc thì cũng là một thứ má hồng, bị số phận làm cho điêu đứng, đó là quan niệm của Nguyễn Du kết thúc truyện Kiều, câu 3247, cụ Nguyễn Du trở lại ý niệm về tài và mệnh. Cụ trình bày quan niệm luân lý của mình như sau. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cụ khuyên chúng ta không nên cậy vào tài mình, bởi vì khi có tài mà không có đức, không tu, không biết giấu tài của mình đi mà cứ khoe khoang hợm hĩnh cho mình là giỏi thì tai nạn sẽ đến với mình và mình sẽ đau khổ rất nhiều. Chữ tài liền với chữ tai một vần, là một câu chơi chữ rất khéo và mầm mống của những tai nạn khổ đau kia đến từ đâu cụ nguyễn du nói đừng đổ lỗi cho ai hết đã mang lấy nghiệp vào thân khi mình đã có những tham giận kiêu căng trong người rồi thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa đừng đổ lỗi cho ai hết đừng trách trời tại sao mình đau khổ mình nói tại trời tại xã hội tại người này người kia kỳ thực mình chịu trách nhiệm lớn về những đau khổ của mình vì vậy mình phải quay về tu sửa tâm mình vun bồi gốc rễ của cái thiện trong tâm mình đó là vấn đề tu tâm thiện căn là một danh từ phật học có nghĩa là gốc rễ của cái thiện cụ nguyễn du thấy tu tâm là điều quan trọng phải làm thiện căn ở tại lòng ta chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài một người có tâm lành biết tu học thì sẽ có hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác nhiều hơn những người có tài mà không có tâm lành gửi gắm rất nhiều kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau của mình cho chúng ta rồi thi sĩ kết thúc chuyện kiều bằng hai câu khiêm nhường như cụ từng khuyên chúng ta lời quê chấp nhặt rông dài mua vui cũng được một vài trống canh và cũng thật đẹp khi một tác phẩm lớn như truyện kiều lại được kết thúc bằng hai câu giản dị và khiêm nhường như vậy sau khi viết xong truyện kiều cụ nguyễn du lại có cơ hội được học phật thêm rất nhiều kiến thức về đạo phật của nguyễn du sau truyện kiều sâu sắc hơn có vài danh từ phật học trong truyện kiều dùng chưa được hoàn toàn chính xác ví dụ như chữ nghiệp và chữ tâm trong đoạn vừa trích dẫn chúng ta sẽ thấy ở phần sau hoa ghen thua thẳm họ vương là một gia đình giàu vào loại thường tức trung lưu có nhà viên ngoại họ vương gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung một trai con thứ rốt lòng vương quan là chữ nối dòng nho ra. đầu lòng hai à tố nga thúy kiều là chị em là thúy vân khi giới thiệu gia đình họ vương nguyễn du giới thiệu người con trai trước rồi mới nói đến hai cô chị trong truyền thống xưa vị trí của người con trai rất quan trọng vì chính con trai tiếp nối được gia phong con gái tuy cũng là con nhưng không phải thực sự là con vì nó sẽ đi lấy chồng không còn ở nhà để giữ gìn gia nghiệp ông cha đó là quan niệm ngày xưa của chế độ phụ hệ đầu lòng hai ả tố nga thúy kiều là chị em là thúy vân mai cốt cách tuyết tinh thần mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười hai chị em đẹp thanh nhã tinh thần băng tuyết trong sáng hai người đều đẹp nhưng đẹp khác nhau vân xem trang trọng khác vời khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang hoa cười ngọc thốt đoan trang mây thua nước tóc tuyết nhường màu da Thúy Vân trang trọng đài cát, cười nói đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Đẹp như vậy là đẹp lắm rồi chứ gì nữa. Chúng ta tưởng thi sĩ đã dùng hết tất cả chữ nghĩa để tả một cô gái rồi. Ai dè, ông còn trong túi rất nhiều chữ khác, hay hơn nữa để tả cô chị vì muốn bảo thúy kiều đẹp hơn nên nguyễn du đã không bắt đầu bằng cách giới thiệu cô chị mà lại giới thiệu cô em trước nhìn qua hình tướng hai chị em ta có thể thấy được cuộc đời hai cô thúy vân đẹp mà đẹp rất hiền hoa cười ngọc thốt đoan trang mây thua nước tóc tuyết nhường màu da thúy kiều đẹp mà đẹp làm cho người ta phải ganh tức làn thu thủy nét xuân sơn hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh và cái khổ đã nằm sẵn ở sắc đẹp của kiều rồi sinh con gái đẹp vì vậy nguy hiểm lắm một hai nghiêng nước nghiêng thành sắc đành đòi một tài đành họa hai thông minh vốn sẵn tính trời pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm cung thương lầu bậc ngũ âm nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương thúy kiều rất thông minh giỏi thi họa ca ngâm và chơi đàn tỳ bà rất giỏi kiều sáng tác một bản nhạc tên là bạc mệnh bản nhạc rất hay nhưng đàn lên thì nghe buồn thấm thía ruột gan khúc nhà tay lựa nên xoang một thiên bạc mệnh lại càng não nhân bạc mệnh là số kiếp rất mỏng. Không biết tại sao từ hồi bé thơ, cô nàng đã sáng tác những khúc nhạc như vậy rồi. Nguyễn Du nói rất rõ rằng, những khổ đau và chuân chuyên của Kiều đã biểu lộ rõ rệt ngay từ khi cô còn là một thiếu nữ. Về phương diện nhan sắc cũng như tài năng của cô, đã có đầy đủ những lý do khiến cô phải ba chìm bảy nổi và đau khổ suốt đời những người nào có tài thì phải cẩn thận những người nào có sắc cũng phải như thế dây đàn bén nhạy chúng ta đã nghe cụ nguyễn du tả ba chị em thúy kiều khi cụ tả cô chị chúng ta thấy rõ ràng trong con người này đã có những hạt giống của tiêu cực chính những hạt giống này đã mang lại cho thúy kiều nhiều đau khổ trong khi đó thúy vân không đau khổ nhiều bằng thúy kiều thúy vân chỉ đau khổ vì những cộng nghiệp với thúy kiều mà thôi biệt nghiệp của thúy kiều rất nặng cái đẹp của thúy kiều có thể làm nảy sinh sự ghen tuông xung quanh mình sự ghen tuông không chỉ của con người mà của cả vạn vật hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh chính vì chỗ đó mà kiều phải chết một dấu hiệu khác của tai họa là tài năng của thúy kiều cô là nhạc sĩ sáng tác nhạc rất hay đánh lên thì mọi người đều buồn thấm thía trong tâm hồn của thúy kiều có hạt giống của sự đau buồn kiều là một người đa cảm cảm nhận được những cái mà người khác không cảm nhận được có những cái khi mà hai em thấy thì dửng dưng cho là thường trong khi thúy kiều lại cho là quan trọng đoạn tới nói về cuộc đi chơi mùa xuân của ba chị em trong cuộc đi chơi này ba chị em gặp hai nhân vật một hồn ma và một người con trai hai nhân vật của chiều mùa xuân năm đó sẽ ám ảnh đi theo kiều suốt cuộc đời ngày xuân con én đưa thoi thiểu quang chín chục đã ngoài sáu mươi, cỏ non xanh tận chân trời, cảnh lê trắng điểm một vài bông hoa. thanh minh trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. gần xa nô nước yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm ngổn ngang gò nấm kéo lên thoi vàng vó rắc cho tiền giấy bay trong văn hóa Á Đông, đi tảo mộ cũng là đi chơi, là một dịp để người sống bày tỏ sự cảm thông, thân thiết với người chết. Người ta mang theo vàng và nhang đi thăm mộ, ngồi bên mộ người thân, thắp nhang và đốt giấy tiền vàng bạc xuống cho người cõi âm dùng vàng vó là những lượng và những chỉ vàng làm bằng giấy hoặc những áo quần giấy. bây giờ ở mỹ người hoa làm ra những tờ một trăm một ngàn đô la đốt xuống cho người âm xài thả cửa gọi là notes. tà tà bóng ngả về tây chỉ em thơ thần giang tay ra về bước lần theo ngọn tiểu khê nhìn xem phong cảnh có bề thanh thanh nào nào dòng nước uốn quanh nhịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang xè xè nắm đất bên đường giàu giàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh ba chị em đi chơi về thấy một ngôi mộ bên đường tiêu điều, điều không ai thăm viếng và thắp hương cỏ trên mộ cũng vàng úa không xanh như những ngôi mộ khác thúy kiều hỏi rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế mà vương quan cắt nghĩa vương quan mới dẫn gần xa đạm tiên nàng ấy xưa là ca nhi nổi danh tài sắc một thì xôn sao ngoài cửa thiếu gì yến anh kiếp hồng nhan có mong manh nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương đây là mộ của đạm tiên một ca sĩ nổi tiếng ngày xưa chết trong khi đang còn trẻ đẹp ca nhi không phải là một cô gái ăn xương ca nhi chỉ có nghĩa là ca sĩ người ta có thể tổ chức mời cô đến hát riêng cho nhà mình hát xong cô lấy tiền rồi về người ta cũng có thể cùng các bạn đến nghe hát ở nhà cô cố nhiên là phải trả tiền đàng hoàng có những ca nhi từ chối không hát cho những người thô tục họ có quyền như vậy thường thi sĩ làm được thơ hay thì muốn những người có giọng tốt ngâm lên nghe cho đã như trịnh công sơn làm được những bài như diễm xưa thấy mình hát cũng chẳng hay gì mấy nên đã đi tìm một người như khánh ly để hát dùm nghe sảng khoái hơn ca nhi là những người làm việc đó giúp thi sĩ hay nhạc sĩ ở việt nam ngày xưa hễ khi nào các ông làm được một bài ca trù là họ thường rủ nhau tới nhà trò yêu cầu các cô đào hát cho mình nghe còn chuyện cô đào bán mình để có thêm tiền là chuyện không chính thức theo nguyên tắc chuyện này không xảy ra nhưng trên thực tế nó đã xảy ra rất nhiều nếu hát không được hay lắm thì phải đem cái khác ra để bù trừ chuyện này xảy ra trong bất cứ một xã hội nào ở nhật có những cô gây xa phố khâm thiên hà nội cũng từng có nhiều cô ca nhi như vậy gọi là cô đầu thi sĩ tản đà nguyễn khắc hiếu xuất thân là con quan ấm hiếu một hôm đi chơi với các bạn thì gặp em gái mình ở trong giới ca nhi ông đau khổ vô cùng chúng ta nên hiểu chữ ca nhi theo nghĩa chính của nó là ca sĩ chúng ta nghe vương quan kể tiếp có người khách ở viễn phương xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi thuyền tình vừa ghé tới nơi thì đà châm gãy bình rơi bao giờ buồn không lặng ngắt như tờ dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh khóc than khôn xiết sự tình khéo vô duyên ấy là mình với ta đã không duyên trước chăng mà thì đây chút ước gọi là duyên sau sắm xanh nếp từ xe châu vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa trải bao thỏ lặn ác tà ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm nghe như vậy thì kiều òa lên khóc lòng đâu sẵn mối thương tâm thoạt nghe kiều đã đầm đầm châu xa trong khi đó, Thúy Vân vẫn tỉnh bơ tiếp tục nhai kẹo chu in găm nếu có chu in găm lúc đó. Anh chàng vương quan kể chuyện cũng tình bơ Thúy Kiều trái lại Nghe đến đó thì hòa lên khóc Vì cô là một sợi dây đàn rất bén nhạy Đau đớn thay phận đàn bà Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung Phụ phàng chi bấy hóa công Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha sống làm vợ khắp người ta, hãy thay thác xuống làm ma không chồng. Rất rõ cô ca nhi này không chỉ đơn thuần là một ca sĩ. Nào người phượng trạ loan chung, nào người tích lục tham hồng là ai? đã không kẻ đoái người hoài sẵn đây ta kiếm một vài nén hương gọi là gặp gỡ giữa đường họa là người dưới suối vàng biết cho mấy chị em ngồi lại thắp hương trên mộ đạm tiên kiều cám cảnh làm một bài thơ tứ tuyệt viết lên vỏ cây lâm râm khấn khứa nhỏ to sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra một vùng cỏ ấy bóng tà gió hiu hiu thổi một vài bông lau rút châm sẵn sát mái đầu vạch ra cây vịnh bốn câu ba vần có một sức mạnh gì kéo kiều ở lại lại càng mê mẩn tâm thần lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra lại càng ủ rột nét hoa sầu tuôn đứt nối châu xa vắn dài. Số phận đạm tiên như được nối với số phận kiều. Kiều thấy đây là người tri kỷ của mình và đây là lời phê bình của Thúy Vân. Vân rằng chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Đúng là Thúy Vân, Kiều đáp, rằng hồng nhan tự thùa xưa cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. nỗi niềm tưởng đến mà đau, thấy người nằm đó biết sau thế nào. Trong người lại ngẫm đến ta, nhìn vào số phận của Đạm Tiên, mình không biết thân thế mình sẽ như thế nào mai sau. Vương Quan lúc đó mới chen vào phản đối. Quan rằng chị nói hay sao? một lời là một vận vào khó nghe ở đây âm khí nặng nề bóng chiều đã ngả dặm về còn xa chị này thật là kỳ cục nói câu nào cũng đem số mạng người ta buộc vào số mạng mình trời chiều rồi mình về đi thôi kiều rằng những đấng tài hoa thác là thể phách còn là tinh anh dễ hay tình lại gặp tình chờ xem ắt thấy hiền linh bây giờ kiều có những tri giác mà người thường không thể có được cô có thể cảm thấy nghe sờ mó những cái mà người khác không cảm không thấy không nghe không sờ mó được theo kiều thì đạm tiên còn ở đó không phải bằng thân xác tầm thường mà bằng tinh anh của nàng cô nghĩ rằng đạm tiên sẽ đáp lại cái tình của mình và khuyên các em ở lại chứng kiến một lời nói chửa kịp thưa phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay ào ào đổ lộc rung cây ở trong giường có hương bay ít nhiều đè chừng ngọn gió lần theo dấu dày từng bước in rêu rành rành Nói vừa xong thì một trận gió mạnh thổi tới làm rụng những lộc non của tháng ba. Trong luồng gió phảng phất mùi hương của người ta, không biết đây là nước hoa poison, scorpion hay samsara. Trên rêu xuất hiện những dấu dày mới. Ma đạm tiên đã về. Mặt nhìn ai nấy đều kinh. Nàng rằng này thật tinh thành chẳng xa. Hữu tình ta lại gặp ta chớ nề u hiền mới là chị em cái cô ghê thật làm quen liền chị về đó hả như vậy là giữa chúng ta có những mối dây tình cảm thân thiết đừng phân biệt người chết kẻ sống thì mới thật là tình chị em người ta nói thúy kiều thuộc về một thứ nòi gọi là nòi tình nguyễn du cũng thuộc về nòi tình đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu hữu tình ta lại gặp ta thì chớ nề u hiền mới là chị em đã lòng hiển hiện cho xem tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời lòng thơ lai láng bồi hồi gốc cây lại vạch một bài cổ thi đa sầu đa cảm đa tình làm một bài thơ tứ tuyệt rồi lại làm thêm một bài cổ phong nữa vẫn chưa chịu về lưng túi gió trăng. Và bây giờ, nhân vật thứ hai, người con trai của đời Kiều xuất hiện. Dùng rằng nửa ở nửa về, nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần. Trong trường thấy một văn nhân, lòng buông tay khấu bước lần giảm băng. Đề huề lưng túi gió trăng, sau chân theo một vài thằng con con tuyết in sắc ngựa câu giòn, cỏ pha màu áo nhuộm non ra trời. Không phải chỉ khi tả hai người con gái, cụ Nguyễn Du mới tả kỹ lưỡng. Người con trai này cũng được cụ Nguyễn Du tả rất đẹp và rất kỹ. Anh chàng cưỡi một con ngựa bạch, mặc áo màu da trời, đi trong màu lục của cây cỏ. Trong túi của anh chàng có gió và có trăng. Đây là một người hào hoa phong nhã, Thanh nhàn, biết thưởng thức cái đẹp của đất trời, một người biết sống an trú trong hiện tại thì người nào cũng có một cái túi đựng gió trăng cả. Không biết cái túi của mình có chút gió trăng nào ở trong hay không, hay chỉ đựng những cát bụi đau buồn. Túi của mình cần phải có nhiều gió trăng, tức là phải có thơ, có nhạc, có sự thanh nhàn và hạnh phúc nẻo xa vừa tỏ mặt người khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình hải văn lần bước giảm xanh một vùng như thể cây quỳnh cành dao sự có mặt của người con trai hài hòa với phong cảnh thiên nhiên đẹp như cây ngọc dao trong rừng ngọc quỳnh thi sĩ tả con gái đẹp mà tả con trai cũng rất đẹp nội kết êm ái chàng vương quen mặt ra chào hai kiều e lệ nép vào dưới hoa không có chữ nào có thể khoanh tròn để lấy ra được cả một câu lục bát mà nói được cả hành động lẫn thái độ của hai bên người con trai thì ra chào a à, anh kim đó hả lâu quá không gặp còn hai cô nàng thì khép nép núp dưới hoa không cần dùng nhiều chữ nguyên người quanh quất đâu xa họ kim tên trọng vốn nhà trâm anh nền phú hậu bậc tài danh văn chương nét đất thông minh tính trời phong tư tài mạo tốt vời vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa chung quanh vẫn đất nước nhà với vương quan trước vốn là đồng thân cụ nguyễn du khen anh chàng đủ điều anh chàng cũng đã từng nghe tiếng hai chị em nhà họ vương trộm nghe thơm nước hương lân một nền đồng tước khóa xuân hai kiều nước non cách mấy buồng theo những là trộm nhớ thầm yêu chốc mòng và đây là cơ hội đầu để kim trọng gặp hai cô nàng may thay giải cấu tương phùng gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa bóng hồng nhát thấy nèo xa xuân lan thu cúc mặn mà cả hai người quốc sắc kẻ thiên tài tình trong như đã mặt ngoài còn e kim trọng đã chú ý tới kiều và kiều cũng chú ý tới kim trọng tiếng sét đã nổ chỉ có tám chữ thôi tình trong như đã mặt ngoài còn e Bên ngoài thì có ai nói gì với ai đâu Bên trong thì đã có nội kết êm ái rồi Chập chờn cơn tình cơn mê Rốn ngồi chẳng tiện dứt về chìn khôn Ở thêm để nói chuyện thì kỳ quá Mà về thì không dứt nổi Nhưng cuối cùng cũng phải về Bóng tà như dục cơn buồn Khách đà lên ngựa người còn ghé theo dưới cầu nước chảy trong veo bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha chấm dứt buổi hội ngộ văn chương gì mà hay vậy tưới tầm hạt giống tất cả những gì xảy ra trong chuyến đi chơi đều được biểu hiện trở lại ngay trong giấc mộng tối hôm đó của thúy kiều hạt giống gieo vào đều hiện thành ra ngay thật dễ sợ đây là chỗ tài tình của nguyễn du kiều từ trở gót trướng hoa mặt trời gác núi chiêng đà thu không gương nga tranh trách dòm sông vàng reo ngấn nước cây lồng bóng sân hải đường là ngọn đông lân giọt sương reo nặng cành xuân la đà một mình lặng ngắm bóng nga rộn đường gần với nỗi xa bời bời kiều ngồi ở cửa sổ một mình ngắm trăng cô suy nghĩ lại chuyện xảy ra trong ngày người mà đến thế thì thôi đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không người trong câu đầu là đạm tiên người trong câu kế tiếp là kim trọng thúy kiều có nội kết với kim trọng rất rõ ràng ngổn ngang chăm mối bên lòng nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình Hết nghĩ tới con ma lại nghĩ tới anh chàng Nghĩ tới anh chàng rồi lại nghĩ tới con ma Rồi làm thơ về những điều mình nghĩ Đây là hành động tự mình tưới tẩm những hạt giống trong tâm mình Chanh chanh bóng nguyệt xế mảnh Tựa ngồi bên chuyện một mình thiêu thiêu Không chịu đi ngủ đàng hoàng Ngồi ngủ gục Và kiều mơ thấy đạm tiên thoát đâu thấy một tiểu kiều có chiều phong vận có chiều thanh tân sương in mặt tuyết pha thân sen vàng lãng đãng như gần như xa một cô rất đẹp đến từ trong đêm bước chân rất nhẹ thấp thoáng khi thì ở gần khi thì ở xa đúng là một bóng ma. Vì vậy, người ta nói cụ Nguyễn Du là thi thánh, chứ không phải là một thi sĩ bình thường. Rước mừng đón hỏi giò la, đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây. Thưa rằng thanh khí xưa nay, mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên hàn gia ở mái tây thiên dưới dòng nước chảy bên trên có cầu chị em mình là người đồng thanh đồng khí mình vừa mới gặp nhau chiều nay chị quên rồi sao nhà em ở hướng tây dưới dòng nước chảy bên trên có cầu hàn gia có thể có nghĩa khiêm nhường là nhà nghèo không sang trọng nhưng hàn cũng có nghĩa là lạnh nhà lạnh tức là nhà mồ. Mấy lòng hạ cố đến nhau, mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng. Vâng trình hội chủ xem tường, mà xem trong sổ đoạn trường có tên. Âu đành quả kiếp nhân duyên, cũng người một hội một thuyền đâu xa. Này mười bài mới mới ra, câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời. Đạm Tiên đã đem thơ của Kiều trình cho bà hội chủ hội đoạn trường. Bà này mở sổ của những người đàn bà, có số phận mỏng ra, cha và thấy tên Kiều. Đạm Tiên đưa thêm 10 đề bài mới, yêu cầu Thúy Kiều Vịnh để bỏ vào tuyển tập của hội đoạn trường, hội của những người suốt đời đau khổ. Trong nguyên tác 10 bài, đó là Tích Đa Tài, Liên bạc mệnh, bi kỳ nộ, ức cố nhân, niệm nô kiều, ai thanh xuân ta kiến ngộ, khổ tịnh linh lạc, mộng cố viên và khóc tương tư, toàn là những đề tài đứt ruột. Thúy Kiều chỉ cần mấy phút đồng hồ là làm xong cả 10 bài thơ kiều vâng lĩnh ý đề bài tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm xem thơ nức nở khen thầm giá đành tú khẩu cầm tâm khác thường ví đem vào tập đoạn trường thì treo giải nhất chi nhường cho ai thơ của chị hay quá bỏ vào tập đoạn trường là hay nhất không ai bằng nói xong đạm tiên cầm mấy bài thơ và từ biệt kiều còn muốn giữ lại thềm hoa khách đã trở hài nàng còn cầm lại một hai tự tình gió đâu xịch bước mành mành tỉnh ra mới biết là mình chiêm bao trông theo nào thấy đâu nào hương thừa phảng phất ra vào đâu đây kiều tỉnh dậy còn nghe cả mùi hương của con ma vừa mới ghé thăm đó một mình lưỡng lự canh trời đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh thấy khúc đời còn lại của mình mà ngán quá không dám sống hoa trôi bèo dạt đã đành biết duyên mình biết phận mình thế thôi nỗi riêng lớp lớp sóng rồi nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn tâm kiều như có những đợt sóng lên xuống càng suy nghĩ chừng nào thì kiều càng khóc lớn chừng đó bà vương đang ngủ gần đó bị quấy rầy giọng kiều rền rĩ chướng loan nhà huyên chợt tỉnh hỏi cơn cớ gì cớ sao trằn trọc canh khuya màu hoa lê hãy rầm rề giọt mưa thưa rằng chút phận ngây thơ dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền buổi ngày chơi mà đạm tiên nhắp đi thoát thấy ứng liền chiêm bao đoạn trường là số thế nào bài ra thế ấy vịnh vào thế kia cứ trong mộng chịu mà suy thân con thôi có ra gì mai sau bà mẹ nói ôi những cái chuyện nằm mơ do tâm mình tưởng ra như vậy tin vào đó thì chết tại sao tự mua chuốc chuyện sầu não vào làm gì hả con đừng tin vào những giấc mộng bà nói như vậy thôi nhưng trong lòng bà cũng lo sợ lắm dạy rằng mộng huyễn chắc đâu bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nào vâng lời khuyên giải thấp cao chưa xong điều nghĩ đã rào mạch tương vừa được mẹ khuyên can về chuyện con ma xong thấy lòng có nhẹ bớt một chút thì kiều lại nghĩ đến chuyện kim trọng ngoài xong thỏ thẻ oanh vàng nách tường bông liễu bay ngang trước mảnh hiên tà gác bóng tranh tranh nỗi riêng riêng chạnh tấc riêng một mình hai đứa em dại quá không thể nào hiểu được tâm sự của chị thúy vân thì đang ngủ khì vương quan là con trai mình đâu có tâm sự được với nó nói với mẹ lại càng không được con gái gì mới gặp con trai đã thương đã đặt vấn đề có liên hệ gì với anh chàng này sau này không thúy kiều rất cô đơn trong tâm trạng này chúng ta sẽ đọc đến tâm trạng của anh chàng có một điều cần nói ở đây bản nhạc kiều sáng tác là một bản nhạc rất buồn mỗi khi đàn lên kiều lại có cơ hội tưới tầm những hạt giống của sự đau buồn đó rất nguy hiểm vì vậy tôi nghĩ rằng khi tiêu thụ các sản phẩm văn nghệ chúng ta phải chọn lựa những bài lành mạnh có sự cởi mở nhẹ nhàng giải thoát phải cẩn thận như khi chúng ta ăn nếu chúng ta biết chọn những thức ăn không có độc tố thì chúng ta cũng phải biết chọn những sản phẩm văn hóa lành mạnh khi tiêu thụ tôi không muốn chúng ta hát ngâm những bài rền rĩ đau thương quá Ngâm hát những câu thơ và những bài hát đó là chúng ta đang thực tập tưới tầm những hạt giống đau thương trong mình. Có một thầy trẻ ngâm thơ hay, mỗi khi ngâm những bài thơ buồn thì thầy khóc nước nở, không còn tác phong của người tu hành nữa. Thầy không biết chính trong lúc đó, thầy đang tưới tầm những hạt giống đau thương trong thiền có rất nhiều thi ca và âm nhạc nhưng thi ca và âm nhạc thiền phải nhắm tới mục đích giải phóng và chuyển hóa ngồi đó mà đọc và nghe những bài thơ bài nhạc đau thương hưởng cái thú gọi là thú đau thương là thực tập ngược lại thiền gãi cào cấu những nỗi đau của mình như vậy cũng có sự thú vị, nhưng càng thú chừng nào thì hạt giống buồn đau càng lớn chừng đó, rất nguy hiểm. Hình ảnh những chàng trai, những cô gái còn trẻ ôm một cái băng của thanh thúy nằm nghe rồi rên xiết là một hình ảnh rất tiều tụy. Ngày xưa, khi chị cầm của tôi đọc truyện kiều cho mẹ tôi nghe, ngang câu, phận sao phận bạc như vôi đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng mẹ tôi nói con đừng đọc như vậy phải đọc là phấn sao phấn bạc như vôi tôi nói đâu có trong sách để phận rõ ràng mà tại sao lại đọc phấn mẹ tôi nói đúng rồi viết là phận nhưng nếu mình đọc phận sao phận bạc như vôi thì mình cũng đang than thở như kiều vậy mình sẽ vận nó vào trong người rất nguy hiểm thành ra phải đọc là phấn để chứng tỏ là mình khác lúc đó mấy chị em mới hiểu là trong văn hóa của mình có truyền thống tự bảo hộ như vậy không phải chỉ trong đạo Phật, người ta mới cẩn thận trong việc tưới tầm hạt giống. Chính trong văn hóa Việt Nam cũng có truyền thống kiêng cữ. Người con gái nào chơi đàn độc huyền cầm, tức là đàn bầu nhiều lần, thì người ta tin rằng cô sẽ suốt đời đau khổ. Tiếng độc huyền rất trệ, làm người nghe lụy xuống, ngồi đó mà chơi đêm tàn bến ngự tưới tầm hoài những hạt giống đau thương thì thế nào cũng có một ngày mình sẽ lãnh đủ đây là chuyện thực tập người tu mà không biết chuyện này là có thiếu sót có một thi sĩ làm thơ hô hào những nhà sáng tác những ca sĩ từ bỏ lối sáng tác và ca hát đau thương đứt ruột ông ta viết những câu này tôi còn nhớ đừng kể nữa những mảnh tình tan tác Hãy đứng lên nhạc sĩ với tôi đi Tôi ghét anh ưa giọng hát sầu bi Và tung mãi tâm hồn thường trụy lạc Hãy đứng dậy vứt chiếc cầm ảo não Tôi cần nghe những khúc nhạc rất hùng Thét ngựa lòng phi mãi chẳng trồn chân Sáng như gươm tuốt mạnh như luồng bão Ôi nhạc sĩ thật anh người thậm tệ Quan hoài chi những khúc hát mê ly, những câu ca không đẹp lại không thi của kỹ nữ vọc cuộc đời ê chề. Hãy cung kính nhượng những người tuổi tác, những bàn đàn nhịp hát thiếu tinh thần. Hãy ra xem sóng vỗ với mây vần và sáng chế cho tôi vài điệu khác nếu chúng ta cứ hát những bài khóc gió than mây và cứ nghe những bài độc huyền thì có thể vận cái rủi vào số mạng của mình, tưới tầm những hạt giống đau buồn, điều đó không tốt. Giống hữu tình Đây là tình cảnh của Kim Trọng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với Kiều. Cho hay là giống hữu tình, đố ai gỡ mối tơ mành cho xong cụ nguyễn du nói tới chàng sinh viên này như nói về chính cụ cụ là một người có rất nhiều tình có nhiều tình thì có thể có nhiều đau khổ người ta nói đến một giống người gọi là nòi tình thúy kiều kim trọng và cụ nguyễn du đều thuộc chủng tộc này cho nên cụ rất thông cảm cho hay là giống hữu tình có nghĩa là tôi biết mà anh thuộc về cái giống hữu tình thì thế nào anh cũng bị kẹt hồi trẻ chắc chàng nguyễn du cũng đa tình lắm chắc chàng cũng đã nhiều lần bị kẹt đố ai gỡ mối tơ mành cho xong đã vướng vào vòng tình ái rồi thì gỡ ra rất khó đây là cụ nói ra từ kinh nghiệm của mình. Chữ tình ở đây là thứ tình yêu có đam mê, nhưng chữ tình có thể chỉ nhiều loại tình cảm khác. Ví dụ, từ bi, hỷ xả cũng là tình, nhưng tình này không có tính đam mê. Tôi nhớ ở chùa Trúc Lâm ở Huế, các thầy dùng chữ rất táo bạo, trong thiền thất, các thầy để hai câu đối như thế này: Bất tục tức tiên cốt đa tình thị phật tâm cốt cách của người tiên thì thanh không trần tục trái tim của bụt là một trái tim có nhiều tình thương bụt thương không phải chỉ một người mà rất nhiều người từ loài người cho đến con sóc con nai con mũi con run con chim con cá như vậy là đa tình chứ gì nữa tôi dịch là cốt tiên là không tục tâm bụt vốn nhiều tình. Tình như tình của bụt thì càng nhiều càng tốt, không sao hết. Tình đam mê, bi lụy, chiếm hữu, dính mắc thì mới ngán. Về thăm chùa Trúc Lâm, quý vị sẽ thấy hai câu đối đó. Vướng vào vòng tình ái gỡ ra rất khó. Chàng thư sinh nọ gặp người đẹp rồi. Về đọc tứ thư, ngũ kinh, đại học, trung dung luận ngữ không vô nữa văn sách kinh nghĩa không làm gì được cả sách vở chữ nghĩa chạy đi đâu hết chỉ có hình ảnh nàng kiều ngự trị trong lòng thôi chàng kim từ lại thư xong nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây sầu đông càng lắc càng đầy ba thu dọn lại một ngày dài ghê một ngày thương nhớ dài như ba năm thi sĩ dùng hình ảnh một hũ sầu để nói về sự nhung nhớ người ta thường lắc hũ để dồn những vật bên trong lắng xuống đáy làm hũ vơi đi cái hũ sầu ở đây càng lắc lại càng đầy thêm đúng là thơ nhớ ít tưởng nhiều mây tần khóa kín song the bụi hồng liệu nẻo đi về chiêm bao tuần trăng khuyết đĩa dầu hao mặt tơ tưởng mặt lòng ngao ngán lòng đọc những câu thơ này chúng ta đừng cười kim trọng có cười thì nên cười thi sĩ nguyễn du một nhà nho đang làm quan ở triều đình mà viết những câu thơ về tình tương tư như vậy phòng văn hơi giá như đồng trúc xe ngọn thỏ tơ trùng phím loan Mành tương phất phất gió đàn hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình ví chăng duyên nợ ba sinh làm chi đem thói khuynh thành trêu ngươi tội nghiệp lâm vào tình trạng này là nguy hiểm lắm không làm ăn gì được cả không sinh hoạt gì được trong phòng học cả phòng văn lạnh ngắt như đồng bút lông thỏ lâu ngày không viết, ngọn khô quắn lại, đàn không gảy dây trùng lại, trà không pha, hương không đốt, hoàn toàn tê liệt vì sự nhớ tưởng đến hình bóng kia, nhớ quá chịu không nổi, không biết làm gì hơn là tìm trở lại nơi chốn đã gặp nàng để cho đỡ nhớ. Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ vội rời chân đi một vùng cỏ mọc xanh rì nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu bên dòng suối ngày xưa làm gì còn bóng dáng người kia nữa nước đâu lưu lại bất cứ hình bóng nào cỏ cây giờ đã gần thành cỏ tháng tư xanh hơn màu cỏ tháng ba nhiều lắm thà rằng không tới tới càng buồn thêm gió chiều như dục cơn sầu vi lô hiu hát như màu khơi trêu những cây lau lắc lư trước gió như trêu chọc kẻ si tình a à, cái anh chàng còn gì nữa đâu mà tìm kiếm ở đây nhớ nhung quá anh chàng tìm luôn tới nhà cô nàng nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều xăm xăm đè nẻo lam kiều lần sang nghề riêng là tập khí nhà văn của anh chàng kim trọng viết văn hay dùng trí tưởng tượng nhiều hơn ký ức về những chuyện có thật nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều nghĩa là những cái nhớ được thì rất ít nhưng những cái tưởng tượng ra thì rất nhiều thường thường là vậy khi yêu giận hay buồn người ta tưởng tượng ra nhiều cái rất ngộ không có trong sự thật vẽ vời bao nhiêu là cái đâu cần phải là nhà văn kẻ nào đang bị lôi cuốn theo tình cảm yêu giận buồn ganh của mình đều tạo tác ra rất nhiều tưởng để bị bao vây trong thế giới của tưởng anh chàng tưởng tượng tới nhà kiều sẽ gặp được người đẹp rồi gì gì nữa nhưng tới nơi thì chàng thấy gì thâm nghiêm kín cổng cao tường cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh xung quanh bốn bức tường cao nhìn vào cũng không thấy được gì không có phương tiện để liên lạc nhắn tin đi quanh một vòng rồi về chứ làm gì nữa lơ thơ tơ liễu buông mảnh con oanh học nói trên cành mỉa mai những cây liễu buông rủ xuống như bức mảnh. Trên cây có con chim oanh tập hót, chọc ghẹo anh chàng. Anh chàng si tình ơi, đứng đó làm gì, về đi cho rồi. Tâm trạng anh chàng như vậy, nên thấy cái gì cũng như đang trêu chọc mình hết. Cụ Nguyễn Du không nói, anh chàng nhớ cô nàng quá, thất vọng quá. Mà dùng toàn hình ảnh để diễn đạt ý đó, dùng hình ảnh để nói đó là thơ mấy lần cửa đóng then cài đầy thềm hoa rụng biết người ở đâu tần ngần đứng suốt giờ lâu dạo quanh chợt thấy mé sau có nhà là nhà ngô việt thương gia phòng không để đó người xa chưa về lấy điều du học hỏi thuê túi đàn cặp sách đề huề dọn sang dọn đến làm hàng xóm ở một hai bữa không gặp nhưng ba bốn bữa chắc thế nào cũng có dịp gặp người ta cũng phải mở cửa đi ra chứ không lẽ ở hoài trong nhà sao đó là hy vọng của chàng kim có cây có đá sẵn sàng có hiên lãm thúy nét vàng chưa phai nhà có cảnh đẹp và lại có một cái hiên ngắm hoa để ba chữ lãm Thúy Hiên. Lãm là ngắm. Thúy là màu xanh đẹp của cây cảnh, trùng với chữ trong tên của Thúy Kiều. Vì vậy, Kim Trọng mừng. Mừng thầm trốn ấy chữ bài. Ba sinh Âu hẳn Duyên trời chi đây. Đúng là khi đam mê người ta hay tưởng tượng và suy diễn theo cái muốn của mình, ba sinh là nói đến chuyện hôn nhân ngày xưa khi gặp người con trai hay người con gái mà thương thì người ta nghĩ ngay đến chuyện cưới nhau làm vợ chồng không có chuyện chỉ liên hệ trong chốc lát hay chỉ đi chơi như đời bây giờ bây giờ người ta gặp cô này xong thì gặp cô khác đang chơi với cô này thấy cô khác xinh xinh cũng chạy theo luôn có hai ba người một lần chính ngay trong số thiền sinh tới đây cũng có người đồng thời chơi với hai ba cô nhất là ở đức có người tới thưa bạch thầy con thương ba người một lần bây giờ làm sao quý vị ra hành đạo bây giờ khó lắm ngày xưa dạy cho anh chàng kim trọng này thì còn dễ